Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một mẫu spinner mới. Mà tôi cũng không biết là tên gì luôn. Chỉ biết là nó có hai cánh và có kiểu dáng rất là lạ. Đây, nó được đựng trong một cái hộp nhôm. Cầm rất là nặng. Hình như nó được làm bằng kim loại, nặng lắm nhá. Đây, có hai cánh thôi. Có thể xoay được cái trục của nó này, cái trục mà xoay thử ra chúng ta làm được gì ạ? Vòng bi khá là nhỏ, nó nằm lọt trong này rồi sao mà mở ra? Như cái này chúng ta có thể tách ra được này. Chưa tách được các bạn ạ. Sản phẩm thì nó có màu bạc như thế này và màu vàng. Đây là cái màu vàng rất là đẹp mắt. Tôi không biết là gọi nó là cái gì luôn. Và bây giờ chúng ta quay thử đi lại đồng hồ đã. Quay có vẻ hơi yếu nhưng không sao, kiểu dáng nó độc là được, độc và tròn. Chúng ta có thể không chỉ là để quay mà chúng ta có thể để luyện tay này, móc như này. Ôi, nó dừng luôn rồi, được 1 phút 10 giây. Quá là yếu, có lẽ là con nó hơi bị yếu. Rồi, bóp tay như này cũng hay, cầm rất là nặng, cũng có thể là làm vũ khí luôn. Cái này mà ném một cái vào đầu là u luôn đầu, rơi trúng chân, sưng cả chân đấy, chứ đừng có đùa. Đấy, cái này thì nó quay được 1 phút 40 mấy giây, 47, 48 mà. Phải khoảng 2 phút các bạn ạ. 2 phút hơn một chút. Rồi, ok, nó ngừng hẳn rồi. Ok, cảm ơn các bạn.